mình Tuấn Tạ đây mọi người. Tuấn Tạ xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tuấn chia sẻ mọi người một cái này gọi là bơm quá cái số ký cho phép. Thì cái này Tuấn cũng chia sẻ nhiều rồi. Hôm nay thì trường hợp này là thực tế luôn, thì Tuấn sẽ quay và chia sẻ cho mọi người. Thì nhiều video clip Tuấn đã chia sẻ mọi người bơm số ký như thế nào là đủ là đúng, để không có bị hư vành nha mọi người. Thì điển hình nhất là rất là nhiều anh em bị vành carbon, nhất là vành bánh rốt á. Mình bơm quá số ký thì nó bị phù lên là nó bị nặng, còn bị nhẹ là mọi người tháo dây tim ra thì thấy bề mặt vành á thì nó bị nứt chân chim hết nha. Nó gọi là quá số ký cho phép. Thì đây là một chiếc MTB, chiếc này là chiếc full, chiếc full treo nha. Full treo nghĩa là nó hai phục nhúng. Thì Tuấn là dân đua MTB nhà nghề luôn á, nhưng mà chiếc này thì đối với Tuấn thì hơi bị ghiền đó nha. Tuấn đua thì Tuấn chạy xe XC thôi, còn chiếc này là chiếc full nha. Full treo nghĩa là nó chiếc này đỉnh luôn của Bestline á. Nó hai phục luôn. Bánh thì bánh rồ van của Mỹ, carbon xịn luôn, nhưng mà anh này thì ảnh bơm quá số ký cho phép thì cái vành nè, mọi người nhìn nè. Nó nổ ra luôn nha mọi người, nó nổ luôn, nó tét cái vành carbon của Mỹ rồ van luôn đó. Carbon là xịn mọi người thấy không đó, cái sớ nó như thế này mọi người đó. Thì đối với lợi mỗi một cái vỏ thì nó cho phép mình bơm cái áp suất, chẳng hạn như đây cái vỏ này là vỏ 29 thì nó ghi ở đây là áp suất, mọi người nhìn thấy nè, từ 1.7 cho tới 3.43, nghĩa là từ 1.7 tới 3.4. Nhưng mà không phải là cứ cái vỏ là mình căn cứ theo cái vỏ mình bơm, nhưng mà tùy thuộc vào là cái chất lượng vành nữa nha mọi người. Tại vì như cái vành này mà mình bơm 3.4-4kg là mình để là nó nổ là chuyện bình thường nha mọi người. Thì điển hình anh này, ảnh bơm là khoảng 4 kg mấy 5 kg, ảnh để đó thì tối ảnh đang ngủ nó nổ cái đùng một cái là nó tét luôn cái vành đó, hả, banh chành hết luôn. Vành này là vành Rovan của Mỹ, hớp là DT Switch. Cặp vành này rất là mắc tiền nha mọi người. Cặp vành 29 MTB này, cặp này là không dưới 40 triệu đâu. Thì Tuấn ảnh qua Tuấn thì Tuấn đặt một cái vành carbon xịn bên hãng. Đây, như cái vành này Tuấn làm cho ảnh ha. Thì ảnh báo sai lúc đầu là mọi người nhớ là đặt vành đó, mọi người phải nhớ là những cái xe mà nước ngoài về là nó hay dòng cũ là bánh 29, nhưng mà nó xài là trục là 100 và cái T-boost là 135. Chứ bình thường như hầu như bây giờ nếu mà bánh 29 thì chuẩn của bánh 29 bây giờ là T-boost là 148 dạng 110 nha mọi người. Nên là trước khi mình làm vành mình phải đo cho chính xác, mình báo thợ thì thợ họ làm cho mình, chứ như anh này làm xong rồi Tuấn phải đi kiếm cặp đùm khác. Lúc đầu thì ảnh báo Tuấn là 148, nhưng mà làm xong cuối cùng gắn vô nó không có vừa. Cái này có 100, 135 mà nha mọi người. Dòng này của nước ngoài đem về thì nó không có tương thích giống như những cái loại xe địa hình mình chạy đây. Mình ở đây đa số bây giờ 99% mà bánh 29 là đều là T110, boost là 148. Rồi Tuấn vô chi tiết ha. Rồi cái vành này thì ảnh đã bơm quá áp suất, ảnh để thì tự động nó nổ. Thì vành rod mình cũng vậy luôn nha. Thì thông số nó là như thế nào, rồi Tuấn vô chi tiết với mọi người. Cái thông số mà mọi người thấy thì nó tùy thuộc vào loại vỏ nha. Đây, như Tuấn trên bảng Tuấn là mỗi thông số quốc tế chuẩn. Đây mọi người nhìn thấy nè, cái cột đứng là tương đương với lại cái cân nặng của mình, còn cái cột nằm ngang là tương đương với số ký. Chẳng hạn như bây giờ mọi người chạy là cái vỏ, Tuấn nói đơn giản nhất là cái vỏ hông 23 mà mọi người nặng khoảng cỡ chừng 65 kg, thì cái áp suất cơ lớp mọi người bơm tối đa là chỉ được 7 kg. Nếu mọi người bơm 8 kg thì vành nó sẽ bị nở ra là lâu ngày nó hư, còn tình trạng nặng hơn nữa thì mình để tự động nó nổ banh vành luôn nha. Tại vì khi mà mình chạy trời mát không nói gì, nhưng mà khi mà mình chạy đường dài mà trời nóng thì cái áp suất lớp nó sẽ nở lên nha. Chẳng hạn mình bơm là 7 kg, mình chạy từ đây ra Phan Thiết thì có thể nó nở lên 9-10 kg là chuyện bình thường nha mọi người, chứ không phải là 7 kg nó nằm yên đó đâu. Trừ khi nào mọi người bơm khí CO2 hoặc là khí gọi là bơm khí nitơ á thì là áp suất nó không có bị nở nha. Còn mọi người bơm ống bơm bình thường thì nó nở áp suất ra là chuyện bình thường. Nên là những cái vành mà vành xịn mọi người muốn mà nó không bị nở áp suất mọi người là nên bơm khí nitơ.
Khí nitơ thì không rẻ nha mọi người. Khí nitơ bơm bánh xe hơi một bánh là khoảng hết 50 ngàn á. Như Tấn đi đường xa mà Tấn chạy phượt á, mà từ đây chở con cái mà đi Huế đâu á, là một lần vậy là Tấn đem ra mấy cái trạm dịch vụ Tấn xì hơi hết, Tấn bơm khí nitơ toàn bộ bốn bánh hết, thì mình đi đường xa áp suất nó cũng bị nở ra, nhất là mình chạy cao tốc thì an toàn cho vỏ. Thì đối với xe này cũng vậy, mọi người muốn mà chạy đường dài á, mà nó không bị nở xuất vành á, thì mình nên bơm khí nitơ. Rồi Tấn tập trung vô lại vấn đề này ha. Hồi nãy Tấn nói rồi, mọi người bơm đối với vỏ hông 23 bánh 700 thì Tấn theo thông số á, thì nếu mà mọi người 65kg thì bơm tối đa là 7kg hơi. Rồi tiếp theo, nếu mà mọi người xài vỏ hông 25 mà mọi người 65kg thì bơm tối đa áp suất là 6kg hơi. 6kg hơi cho hông 25 đối với 65kg nha. Còn mọi người bơm 8kg cái đó là rất là căng nha, cái đó là khủng khiếp lắm nha. Còn nếu mà mọi người xài 700 mà hông vỏ 28 thì nếu mà mọi người 64kg thì bơm tối đa áp suất là chỉ có 5kg thôi nha. Rồi Tấn sẽ vô chi tiết vỏ hông 23 là sao, hông 25 là sao, hông 28 là sao. Rồi bây giờ Tấn sẽ nói cho mọi người hình dung ha. Cái bề mặt diện tích tiếp xúc á, mà mình ví dụ như mình số ký của mình á, mà mình nặng mà mình đi cái hông mà 23 hông nhỏ đi, thì mình chạy á là nó sẽ tưng nhiều hơn là so với diện tích mà nó bám đường, nên là tốc độ là nó không có nha. Điển hình chẳng hạn như mọi người mà nặng quá, mọi người chạy hông 23, mọi người chạy lên tốc độ 40, mọi người thấy bánh nó cà lì nó gị là nó không có quăng nha, thì mọi người lúc đó phải chạy hông 25 hoặc 28. Những cái giải đua quốc tế nhà nghề bây giờ á là họ đều chạy hông 25 hoặc 28 hết nha mọi người, chứ hông 23 thì rất là bé, bây giờ không ai chạy mà vỏ hông 23 nữa nha. Cái hông càng lớn thì diện tích tiếp xúc càng ít, thì cái chớn, cái độ quăng nó càng cao nha. Mọi người chạy hông 25 sẽ cảm nhận nó quăng và nó chớn nhiều hơn hông 23. Hiện nay á, là ở Việt Nam mình á, những tay đua mà gọi là nghiệp dư phong trào á, hiện nay là họ chạy turbo led là đều là hông 28 hoặc là bèo lắm cũng phải hông 25, chứ không ai chạy hông 23 nữa nha mọi người. Rồi Tấn chốt lại nha, hông 28 á, thì mọi người nặng 65kg thì bơm tối đa chỉ có 5kg thôi. Còn nếu mà hông 25 á, mà mọi người nặng 65kg thì bơm tối đa là có 6kg hơi thôi. Còn hông 23 là đối với những cái anh mà dưới 55kg á, thì chạy được hông 23. Còn nếu mà mấy anh mà trên 55kg bây giờ là không nên mua vỏ hông 23 nữa nha. Tại vì hông 23 mình bơm lên ví dụ như mà 6kg, 6kg rưỡi, 7kg á, thì nó cứng quá, nó cà tưng 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 à. Chạy là nó không có độ quăng, không có chớn nha mọi người. Nên là nhiều anh nói vẫn là bánh xịn nhưng mà chạy nó không có chớn, nó không có quăng là tại vì cái vỏ của mình nữa nha mọi người. Rồi Tấn chia sẻ với mọi người vậy ha, mọi người nhớ cẩn thận khi mà mình bơm á, thì cái áp suất lớp á là nó phải tương thích nha. Mọi người nếu mà đi á, thì xài vỏ ruột á, về mình nên xì hơi ra để cho nó giảm áp lực lên vành nha mọi người. Khi nào sáng mình đi thì mình chịu khó mình bơm vô, thì như vậy thì cái vành của mình nó bền ha. Như cái này cái vành nó đi đứt cái gần 20 triệu nha mọi người. Tại vì cái này thì mua vành rời cũng không có, tại cái này nó hơi đặc biệt, nó là 24 lỗ, đùm 24 lỗ thì cái niềng carbon này ở đây thì không có nha mọi người. Nên bây giờ mua cái niềng này đưa vô đây không có luôn, phải mua niềng mới, đùm mới luôn. Nó rất là tốn kém, rồi làm căm rồi lại hết. Nên là nếu mà mình không để ý tí xíu là nó rất là tốn kém nha mọi người. Rồi, Tấn cảm ơn mọi người xem video nha. Tấn hẹn mọi người ở video tiếp theo. Tấn xin chào tất cả mọi người nha.